lắm, bởi vì sống giống Mỹ quen rồi. Thank you. Em cảm ơn nha. Em cảm ơn Lê Cao nha. Người Mỹ à, đúng rồi, Mỹ Đình. Thank you, cảm ơn mọi người. Dễ thương thế, em cảm ơn. Thank you, em cảm ơn nha. Em cảm ơn Lê Cao ạ. Sao nghe bị vọng vọng á? Ô, mọi người nghe tiếng em có bị vọng không? Em vẫn thấy bình thường mà, đúng không? Em cảm ơn nha. Chào chị, lần đầu chị ghé em đã say ánh mắt của chị. Chị lườm là khỏi say luôn. Chị lườm em, chị em khỏi say luôn á. Phun bay nụ hôn người trao ai đây. Hello, hello ban nha. Ê chị mới biết là em mới biết một sự thật là em là em của chị San, đúng không? Giờ chị mới biết. Đáng yêu quá, thank you, cảm ơn. Chào thanh niên đội mắt. Đội mắt ở đâu mà đội mắt? Hôm nay make xinh tí, thank you. Mất công make lên chẳng nhẽ mọi người lại không khen. Em là anh, à là anh á. Ừ là anh á. Anh em á. Ô, chị tưởng là em ruột cơ. Chị tưởng là em ruột cơ. Em trai ruột. Giao diện khác thế nhờ, bình thường mà nữa kia của chị Quỳnh làm một quỷ ẩn. Em ơi, chị làm gì đã có nửa kia. Bơm môi thôi nhỉ. Bơm cái gì mà bơm. Mệt ghê. Em ruột nhưng người ta toàn thường em lại. Ừ, cứ coi như là chị San trẻ đi, để cho nó đỡ, em đỡ bớt tổn thương. Hôm trước về thấy em up ảnh thì phải, đúng không? Thì chị mới biết đấy. Không nghĩ, ừ, không biết luôn. Hello mọi người nha, thank you. Cảm ơn mọi người. Make up đậm vậy, ừ, hôm nay make up hơi đậm. Chả giống nhau thì ạ. Ừ, chị không nhận ra mà, chị không biết. Khi biết là chị em rồi mới thấy là ừ, cũng giống hơi hơi. Hello. Chào mọi người nha. Ê, nhìn này, nhìn chán nó hơi bị bướng một chút. Nhưng mà không, không sao. Xinh cũng để ngắm thôi, thank you. Này xin mời chị, cảm ơn em. Ừ đấy, bỏ chán ra cái nhìn rô liền. Nhìn nó chán cao nha mọi người. Chán cao mà, em cảm ơn. Giọng nghe ấm ghê. Thank you, em cảm ơn. Lâu lắm rồi đấy á. Lâu đâu, hôm qua tôi vừa mới like xong. Xịu mất. Xịu. Hello mọi người. Mọi người ơi. Nếu anh là mây nhẹ trôi thật mau. Nhìn thắng, nhìn tráng mít trí thức liền. Em ơi, cảm ơn nha. Em cảm ơn nhưng mà em cũng bình thường thôi à. Ước được trí thức. Nhìn nét đẹp trí thức nó khác ngay. Chứ em không có nét đẹp trí thức đâu thật. Anh đi xỉu đây. Anh xỉu ở đâu ấy. Thank you, em cảm ơn anh Lê Đại Dương nha. Khi bên anh em thấy điều gì cho cần kề lặp nghĩ. Từ kinh giây phút. Cao tóc này, kiểu này nhìn lạ quá. Nhìn lạ nhiều. Chị ở đâu vậy? Tôi đang ở Hà Nội. Tôi đang ở Hà Nội nhưng mà quê tôi ở Thái Nguyên nha. Hôm nay mưa quá đúng không? Hôm nay mưa mà. Mưa vừa nãy ở đây chỗ em cũng mưa to. Chị em xem lần đầu. Hello. Bạn nào mấy chị Thanh biết khiêm tốn thật.
không phải khiêm tốn đâu. Người khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi có sao tôi nói vậy. Hà Nội có mưa chị, mưa to em ơi, hôm nay mưa rào. Mưa đâu mi á, cái mi này á, cái mi này lại là mi thật mà. Cái này là thật, không có app à, không có filter. Cái này là make up. Mình ưng nó ở bên ngoài hơn. Nhìn bên trong livestream này nhìn nó xấu hơn bên ngoài. Thấy mi tỉnh tại không thấy mưa. Vậy á. Hà Nội mưa nha, mới mai Hà Nội mưa. Yêu em bên thường bên không ai coi like hết vậy. Hello, ở chỗ anh mưa từ chiều. Ý anh em, hello Kiên, chào Kiên. Chỗ em từ lúc chiều nó hơi sấm sấm. Xong rồi vừa nãy nó mới mưa, gọi nhà sấm đùng đùng mà không mưa. Chắc là đêm á, đêm mà nó sấm là đêm mà mưa đấy. Hoặc là nó sấm khan mà nó không mưa. Mẹ khóc, người thì khiến em buồn. Muốn bàn tay để xa càng thêm mất đi. Nghe giao diện lạ thế không nhận ra. Em ơi vẫn thế mà. Chắc chị phải tháo mấy cặp này ra cho mọi người nhận ra quá. Nhưng mà chị đang để thì đang đẹp. Còn Ninh nắng to luôn không tí mây á. Còn Ninh thì tính làm gì. Kẹp vào làm gì? Vừa nãy chị make up chị kẹp vào cho nó đỡ vướng ấy. Bây giờ chị cứ để thế luôn. Chị ở đâu Thái Nguyên ạ? Quê tôi ở Phú Bình, Thái Nguyên nha. Rõ ràng cầu giới gần chỗ em mà sao chỗ này mưa to chỗ em không mờ mấy nhỉ? Em không biết. Ừ, tức là vừa nãy mưa to nhưng bây giờ tạnh rồi. Giờ là ngớt ngớt rồi. Tình anh mãi luôn đâu này. Lại có kéo đi chơi à chị? Em ơi hâm à? Chị make up chị quay job thôi. Về đây. Chị tầm này chị không có tâm trí nào mà để mà đi chơi ấy. Đã thi xong đâu. Người thương bên cạnh nhau nắng nắng đầy. Lại quay đi giọt rồi. Thế trang điểm làm gì? Đã bảo quay job lại còn hỏi thế không hỏi. Vừa mới bảo câu trước là quay job xong, câu sau lại hỏi thế trang điểm làm gì. Em là Phan 19 năm đây. Xạo.